Xin chào vị các bạn, Live Travel chia sẻ cho quý vị các bạn cái cảnh quảng trường Nha Trang vào ban đêm này quý vị. Mấy ngày nay quảng trường Nha Trang về đêm rất là nhộn nhịp, khách du lịch rồi người dân rồi họ đi dạo mát ở trên quảng trường về đêm rất là nhiều quý vị, rất là đông. Quý vị thấy cảnh quảng trường nhộn nhịp không? Đó, từ xa kia là cái khách trầm hương đấy rồi, kia là cái tòa nhà AB Central Square, tòa nhà AB Central Square này là tháp trầm hương, còn phía sau cái tháp trầm hương là skyline đấy rồi. Thời tiết Nha Trang hôm nay là đã nắng nóng, nhưng mà về đêm là bây giờ hiện tại bây giờ rất là mát đấy rồi. Này cái tòa nhà panorama này vậy, ngay góc chỗ Nguyễn Thị Minh Khai với đường Hùng Vương á, rất là nổi, lên đèn led rất là nổi, rất là đẹp. Đó, còn từ xa kia là cái hội trường, hội trường ban đêm bật đèn lên rất là màu vàng pha với màu trắng, rất là đẹp, rất là cổ điển luôn. Đó, cảnh buôn bán rồi nhiều đồ ở quảng trường này. Khách Tây, khách Nga nay là ở Nha Trang, là đổ về Nha Trang rất là đông. Cảnh bắn mực rồi quý vị. Đây cảnh biển nha. Đây biển Nha Trang về đêm này quý vị. Sóng rất là nhẹ nhàng. Mùa này tắm biển Nha Trang là tuyệt vời nhất luôn á quý vị. Sóng nhẹ lắm, gió mát. Đó, buổi tối biển cũng rất là vui. Người dân cũng như du khách là họ ra biển là họ ngồi hóng mát. Đó, đoạn này biển gần ngay chỗ quảng trường đó quý vị, gần chỗ tháp Tầm Hương luôn nè. Giờ ra biển rất là mát. Quý vị thấy sóng nhẹ nhàng không? Sóng cứ một chập vào một cơn, một chập một cơn, không có dồn dập mấy đợt nữa. Mà sóng rất là nhẹ. Buổi tối đi dạo biển thật là tuyệt vời luôn, rất là mát mẻ. Đây cảnh về đường Trần Phú nè quý vị. Quý vị thấy khách du lịch đi bên đường dọc đường Trần Phú rất là đông không? Đó, khách ngang không à quý vị ơi. Bữa nay vô trong chợ đêm cũng đông lắm vậy. Chợ đêm cũng rất là nhộn nhịp, buôn bán rất là nhộn nhịp. Du khách nghe họ vô chợ đêm rất là đông. Ở cạnh quảng trường rồi vậy, rất là nhộn nhịp. Xe cộ đường Trọng Phú cũng đông đúc. Hồ hội trường lên đèn đẹp quá vậy ha.
Đó. Đó, quảng trường rất là đông vui luôn, đông hơn mấy bữa nhiều vậy. Thời điểm dịch như thế này nhưng mà người dân Nha Trang vẫn ra đường rất là đông và khách du lịch cũng đang đổ về Nha Trang rất là nhộn nhịp. Nha Trang là thành phố có thể là an toàn. Hồi vừa rồi Lai Travel chia sẻ cho quý vị cái cảnh nhộn nhịp của Nha Trang về đêm, cảnh quảng trường cũng như biển Nha Trang về đêm, hội trường đường Trần Phú. Cảm ơn quý vị đã xem video nhé. Xin chào quý vị. Thank you.